Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá lúa ngày 26 tháng 12, 2023, giá ít biến động. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức cao, bình ổn, ít biến động. Nhu cầu hỏi mua lúa đông xuân tiếp tục khá. Thương lái hỏi mua nhiều hơn lúa sau Tết. Giá tham khảo từ 7 tới 10 ngày trở lại. Tại khu vực An Giang, nếp Long An 7.000 tới 7.200. Nếp Long An 8.000 tới 8.200. OM380 8.900 tới 9.000 đồng. IR504 9.000 tới 9.100. Nàng Hoa 9.700 tới 9.900. Đài Thơm 8 9.700 tới 9.800. OM5451 9.200 tới 9.400. OM18 9.600 tới 9.800. OM4900 8.900 tới 9.200. Tại Kiên Giang, IR504 9.000 tới 9.100. OM380 8.900 tới 9.000 đồng. Đài Thơm 8 9.700 tới 9.800. OM5451 9.200 tới 9.300. OM18 9.600 tới 9.800. Nàng Hoa 9.700 tới 9.900. RVT 8.600 tới 8.900. DS1 8.200 tới 8.400. ST21 8.500 tới 8.800. ST24 25 9.700 tới 9.900. OM34 8.800 tới 9.000. Jasmine 8.400 tới 8.600. Travonica 8.200 tới 8.400. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, OM380 8.900 tới 9.100. IR504 9.100 tới 9.200. Nàng Hoa 9.700 tới 9.900. Đài Thơm 8 9.700 tới 9.800. OM5451 9.200 tới 9.400. OM18 9.600 tới 9.800. ST21 8.500 tới 8.800. ST24 25 9.700 tới 9.900. Jasmine 8.400 tới 8.600. Travonica 8.200 tới 8.400. Tại Đồng Tháp, OM380 giá 8.900 tới 9.100. IR504 9.100 tới 9.200. Nàng Hoa là 9.700 tới 9.900. Đài Thơm 8 9.700 tới 9.800. OM5451 9.200 tới 9.400. OM18 9.600 tới 9.800. OM4900 8.900 tới 9.200. Nếp An Giang 7.000 tới 7.200. Nếp Long An 8.100 tới 8.200. Tại Sóc Trăng, OM380 8.800 tới 8.900. Đài Thơm 8 9.500 tới 9.700. IR504 9.000 tới 9.100. OM4900 8.600 tới 8.800. OM5451 9.100 tới 9.200. OM18 9.400 tới 9.600. Tài Nguyên 8.700 tới 8.900. RVT 8.600 tới 8.900. VNR20 8.600 tới 8.800. ST21 dao động trong khoảng 8.500 tới 8.800. ST24 25 9.700 tới 9.900. DS1 8.200 tới 8.400. OM34 8.800 tới 9.000. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, Đại Thâm 8 9.500 tới 9.700. IR504 8.900 tới 9.100. OM4900 8.800 tới 9.100. OM5451 9.100 tới 9.200. OM18 9.400 tới 9.600. Nàng Hoa 9.600 tới 9.700. RVT 8.600 tới 8.900. ST21 8.500 tới 8.800. ST24 25 9.700 tới 9.900. DS1 8.200 tới 8.400. Giá lúa tại Long An và Tiền Giang. Nếp Long An 8.100 tới 8.200. IR504 9.000 tới 9.200. Đại Thơm 8 9.600 tới 9.800. OM5451 9.200 tới 9.300. OM18 9.600 tới 9.700. ST21 8.500 tới 8.800. ST24 25 9.700 tới 9.900. Nàng Hoa 9.700 tới 9.900. RVT 9.100 tới 9.200. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504 9.100 tới 9.200. Đại Thơm 8 9.600 tới 9.800. OM5451 9.100 tới 9.300. OM18 9.600 tới 9.800. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store
chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.